Xin chào các bạn, chúng ta đang ở thời đại 4.0 và những thiết bị đang càng ngày càng thông minh. Thế nên hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một thiết bị cũng thông minh không kém. Đó chính là thùng rác thông minh đến từ thương hiệu Tuniu. Nó sẽ có mã là TEX. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thùng rác Tuniu TEX, xem là nó sẽ làm được những gì nhá. Sản phẩm này hiện đang được phân phối chính hãng bởi DGA Store. Link của sản phẩm thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video để các bạn có thể dễ dàng tham khảo nhé. Trước tiên, nhờ thiết kế bên ngoài thì TEX có một cái thiết kế rất là sang trọng và các bạn cũng sẽ có khá nhiều những phiên bản màu sắc để có thể phù hợp theo màu sắc decor của căn hộ các bạn. Thế nên việc lựa chọn một cái thùng rác sao cho phù hợp, màu sắc sao cho phù hợp là rất dễ dàng. Về kích thước tổng thể của cái thùng rác này nó cũng rất là gọn gàng. Nếu như chúng ta so sánh với một cái bình nước 20 lít mà chúng ta thường hay sử dụng ở nhà ấy thì cái thùng rác này nó còn nhỏ hơn. Và như vậy thì nó lại có một cái điểm nữa, đó là nó dễ dàng để cho chúng ta có thể để vào những không gian kiểu nó chật hẹp thì vẫn có thể để thoải mái. Phía mặt trước của chiếc thùng rác thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái nút cảm ứng. Khi mà bấm vào nó sẽ đóng vai trò là nút nguồn này, nút để chúng ta có thể đóng lại cái gói rác khi mà cái rác bên trong của chúng ta đã đầy. Và nó cũng sẽ là cái nút để cho cái thùng rác này tự hút túi xuống để chúng ta chẳng phải động tay và làm gì hết. Tất cả đều là thao tác cảm ứng. Ở phần mặt trên của thùng rác chúng ta sẽ có nắp đậy và chúng ta sẽ có một cảm biến. Khi mà các bạn đưa tay qua là thùng rác của chúng ta sẽ tự mở nắp. Thông minh không các bạn? Và cái cảm biến này nó sẽ có cái khoảng cách đọc lên tới là 35 cm. Nên khi chúng ta chỉ cần đưa qua ở cái khoảng cách này thôi là thùng rác sẽ tự động mở mà chúng ta sẽ chẳng cần phải động tay vào, chẳng lo là bị bẩn tay trong quá trình mà chúng ta đang nấu ăn chẳng hạn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một công tắc để có thể bật tắt chiếc thùng rác này. Cùng với đó là các bạn sẽ có một cái cổng để có thể cắm sạc. Đây là cái điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc nhẹ cho cái chiếc thùng rác này. Bởi vì những cái thiết bị thông minh hiện nay chúng ta dùng nó đã đều chuyển sang cái chuẩn đấy là USB Type-C rồi. Chuẩn này nó hơi cũ nên nó sẽ thiếu đi cái sự đồng nhất về cái chuẩn cổng trên những thiết bị của chúng ta. Và bên trong chiếc thùng rác này cũng sẽ có pin. Khi mà chúng ta sạc khoảng tầm 10 tiếng thôi thì các bạn sẽ có 30 ngày sử dụng mà không cần sạc lại. Như vậy thì nó cũng sẽ giúp phần đảm bảo cho cái sự thuận tiện của chúng ta trong quá trình sử dụng cái thùng rác này. Khi mà chúng ta sử dụng đầy rác như mình đã nói, các bạn có thể sử dụng cái nút này để nó sẽ tự động đóng cái bịch rác lại mà chúng ta cũng sẽ không cần phải động tay vào. Như vậy thì tất cả những thứ bẩn ở bên trong sẽ được gói gọn và khi đó chúng ta sẽ chỉ cần nhấc cái túi rác sạch ở bên trong ra mà thôi, ném nó đi. Sau đó thì thùng rác sẽ tự động hút xuống. Bây giờ thì mình sẽ demo thử đến cho các bạn mấy tính năng tự động cắt túi rác nhá. Ở đây thì mình sẽ demo luôn trong cái trường hợp đấy là thùng rác của chúng ta nó sẽ có những cái rác và nó quá lên bên trên cái bề mặt như thế này. Thì khi đó các bạn sẽ chỉ cần kéo cái túi của chúng ta lên và các bạn sẽ nó sẽ tự động kéo. Tất cả công việc rất là nhanh chóng các bạn ạ. Và như vậy thì chúng ta đã có một cái bịch rác như thế này ở bên ngoài sạch sẽ và chúng ta chỉ việc giục nó đi mà thôi. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là trong cái trường hợp mà thùng rác của chúng ta nó có rác đầy đến bề mặt hay ngay cả việc là nó có rác tràn lên bề mặt thì cái chiếc thùng rác này nó vẫn có thể xử lý hoàn toàn ngon lành. Chúng ta không cần phải động chân động tay vào những cái thứ ở bên trong, ví dụ như phải nén nó xuống hay gì cũng không phải làm gì hết. Và sau khi mà chúng ta lấy cái bịch rác này ra ngoài, thả cái bề mặt bên trên xuống thì nó cũng sẽ tự động hút cái túi rác xuống bên dưới chúng ta. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong như thế này, nó đã có một cái túi sẵn bên trong. Và như vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần ném rác tiếp theo vào cho tới khi nào đầy. Thì công việc đó là kéo cái miệng túi này lên, sau đó thì nhấn giữ vào cái nút cảm ứng là nó sẽ tự động cắt. Và trong trường hợp khi mà cái túi đựng rác bên trong của chúng ta hết á thì các bạn cũng có thể thay nó một cách rất là dễ dàng bằng việc mở cái miệng của cái thùng rác này lên. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấc cái ngàm này. Và đây chính là cái khay túi đựng rác của chúng ta.
Mỗi khay này sẽ có mức giá khoảng tầm là 50.000 và một khay này các bạn có thể sử dụng từ 20 cho tới 30 lần tùy theo là cái lượng rác chúng ta thải ra như thế nào, có bị tràn bề mặt hay không hay là vừa bằng bề mặt thì nó sẽ dao động trong cái khoảng đấy nhá. Nói chung rằng là nó cũng rất là thoải mái để cho chúng ta có thể sử dụng trong vòng 1 tháng. Và trên đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc thùng rác thông minh đến từ thương hiệu TooNew với mã là TEX. Các bạn thấy sao về mẫu thùng rác này với phân khúc khoảng tầm hơn 2 triệu thì nó có đáng giá để chúng ta tham khảo và sở hữu hay không? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Đừng quên hãy để lại một like, share và bấm vào subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.